3, 2, 1, bắt đầu. Giỏi lắm nhóc. Mới đó tôi còn đang tận hưởng đời của mình, mà đúng một cái trò chơi của tôi đã biến mất. Thế giới thần tiên Disney. Tránh đường. Phải nghe rồi đấy, tránh đường. Kêu đừng sắp bị rút dây rồi. Ôi không, tôi sợ quá rồi này. Chống năm 2018. Nếu không phải là tay đua thì em thì là gì? Thì là bạn chí cốt của anh. Frank, vậy không tuyệt sao? Không, không có tuyệt gì hết. Wow. Đánh bay mở bụng chỉ với một mẹo nhỏ này thôi. Những bà nội trợ ngủ ngáo muốn gặp bạn à? Muốn chơi điện tử làm giàu không? Cuộc đua tàn sát, nguy hiểm hết cỡ. Mèo ngoan, mèo xinh. Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Chú ý đến chi tiết khá là ấn tượng đấy. Từ nhà sáng tạo Phi Vụ Động Trời. Ôi cha cha, các người là ai? Chúng ta đem chuồng thôi. Và bộ phim Nữ Hoàng Bằng Giá. Đến giờ diễn rồi. Đùa thôi. Tới mình lấy này. Quay lại đừng đùa nào. Không có được đùa. Em có thể lái tới bất cứ nơi đâu. Disney trân trọng giới thiệu. Em thích nơi này. Ai biết là trên thế giới này có nhiều em bé và mèo đến vậy. Thế giới ảo sinh ra là gì thế đó mà. Đầy đủ giữa hơi. Tôi muốn đây là đời tôi. Tôi còn nghĩ là có thể kể với Ralph. Đâu ai bắt là bạn thân thì phải mơ giống nhau, phải không cô bé? Bellamy! Cùng phá đảo thế giới ảo. Đây chính là mạng ngầm. Anh chắc chắn là an toàn chứ? Dù làm gì đi nữa, cũng đừng nhìn em trai hắn. Hắn có em trai à? Anh làm gì ở đây? Lý do mà tôi đến dùng gân ý tôi là dùng cổ có gân ý tôi là gần dùng gân đây. Cùng đến với rapper đập phá. Ô, trò chơi điện tử. Bánh kép sữa lắc. Haha, tới anh nhóc. Bánh kép sữa lắc. Sữa lắc. Anh bắt đầu hiểu tại sao con người thích trò chơi điện tử. Rất thư giãn. Sữa lắc. Sẽ tìm được gì nè? Thèm bánh kép. Tăng tốc lên. Bánh kép. Bánh kép. Bánh kép. Bánh kép. Bánh kép. Bánh kép. Ăn nào thỏ con. Ăn ăn. Ralph, có lẽ anh nên cho mèo con ăn thay một lúc. Không, mèo con uống sữa lắc. Thỏ con ăn bánh kép. Đây là sắc màu đẹp đẽ nhất em từng thấy. Ngay bây giờ. Chào mừng đến với Thanh Tìm Kiếm. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn? Ô dù ô tô ô mê ly. Không gian không khí không giới hạn. Erika, ô đời bóng vui. Ô kìa. Em chắc là anh ấy đang cố đoán xem anh định nói gì. Phần tự điền của tôi hôm nay khá là manh động. Để em thử nào. Đưa tôi tới trang web thật dữ dội và thật điên rồ. Ô, chỉ tìm thấy một kết quả. Ôi thôi nào, công chúa và nhân vật hoạt hình hả? Chào. Này 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 các chị, em cũng là công chúa mà. Em là công chúa kiểu gì đấy? À, em có mái tóc ma thuật không? Không. Bàn tay ma thuật không. Tu Phật có nói chuyện với em không? Không. Em có bị đau đầu không? Bị nguyên không? Bị bắt cóc hay bắt làm nô lệ? Các chị ổn chứ? Em gọi cảnh sát nha. Mọi người đều cho rằng các vấn đề của mình sẽ được giải quyết khi một anh chàng to cao khỏe mạnh xuất hiện. Phải, vậy thì có vấn đề gì? Em ấy đúng là công chúa. Cùng rapper khám phá internet. Đón xem rapper đập phá những khởi chiếu tháng 11/2018.